Tiếp nối chương trình tin tức của chúng tôi trong ngày hôm nay sẽ là những bản tin đến từ thành phố Philadelphia. Mở đầu phần tin đến từ thành phố Philadelphia của chúng tôi trong ngày hôm nay, bản tin cho biết rằng truy nã nghi can đánh người và ăn cắp tại khu vực phía nam của thành phố Philadelphia. Theo Sở Cảnh sát thành phố Philadelphia cho biết rằng họ đang truy nã một nghi can mà người này đã sử dụng bạo lực để đánh nhiều người tại siêu thị Morris ở góc đường số 15 thuộc khu vực miền nam của thành phố Philadelphia, xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút vào buổi tối ngày 7 tháng 11 vừa qua. Theo đó, nhà chức trách đã phát hành đoạn video cho thấy nạn nhân bước ra khỏi siêu thị và bị nghi can đeo khẩu trang theo dõi. Hắn ta liên tục đánh đấm một nạn nhân, rồi đánh người thứ hai bất tỉnh, sau đó ăn cướp những vật có giá trị của họ và bỏ chạy. Nghi can thì mặc áo sơ mi Amiri, có in hình bộ xương và hoa hồng. Bất kỳ ai quan tâm có thông tin liên quan đến kẻ này, xin hãy gọi điện thoại cho Sở Cảnh sát địa phương hoặc số điện thoại khẩn cấp 911. Và ngoài ra, một bản tin riêng biệt khác cho biết rằng nhà chức trách cũng nhận được thông báo về vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút vào buổi tối ngày thứ Tư 16 tháng 11 tại chung cư số 5000 trên đại lộ Westminster thuộc phía tây của thành phố Philadelphia. Cảnh sát đến nơi thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng 53 tuổi ngồi trên ghế tài xế của một chiếc xe SUV. Nạn nhân bị bắn một lần vào mặt và hai lần vào ngực, ngay sau đó được đưa tới trung tâm y tế địa phương để cấp cứu, nhưng không may đã qua đời vì vết thương nghiêm trọng. Ngoài ra còn rất nhiều vết đạn khác bắn vào chiếc xe SUV này, nhưng vì không tìm thấy bất cứ vỏ đạn nào, nên các nhà điều tra cho rằng vụ nổ súng đã xảy ra ở một nơi khác. Nạn nhân có thể đã lái xe bỏ chạy trước khi bất tỉnh. Camera giám sát an ninh khu vực đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông khác rời khỏi chỗ ngồi của hành khách trên chiếc xe SUV nói trên. Hiện nay vẫn chưa có lệnh bắt giữ nào được ban hành, cũng như chưa có bất kỳ thông tin nào được tiết lộ về vụ nổ súng nói trên. Tiến độ bản tin của chúng tôi cho biết rằng thị trưởng Derry Brownwood tự thú hành hung một thành viên trong hội đồng. Theo thông tin chi tiết cho biết rằng ông Darren Burrow, 41 tuổi, là thị trưởng của thành phố Derby Borough, đã tự ra đầu thú vì hành vi hành hung một thành viên hội đồng sau cuộc họp diễn ra vào đầu tháng 11. Ông đã bị cáo buộc tội danh tấn công liều lĩnh gây nguy hiểm cho người khác, tội danh đe dọa khủng bố với ý định làm hại và tội danh tấn công ủy viên hội đồng Omar Thompson trong ngày 3 tháng 11. Hồ sơ tố tụng cho biết rằng cuộc thảo luận về vấn đề kiểm soát giao thông và các vấn đề liên quan tới xe cộ đã leo thang gay gắt giữa thị trưởng Burrell và ông Thompson trước khi bắt đầu cuộc họp công khai. Thị trưởng Burrell bước ra khỏi ghế ngồi, không khiêu khích, nhưng đã thản nhiên bước đến gần ủy viên Thompson và đã đánh đấm vào ông, khiến cho nạn nhân ngã xuống đất. Vụ ẩu đả này đã được ghi lại trên video giám sát trong lúc có mặt của hai thành viên khác cũng thuộc hội đồng thành phố. Ông Thompson ngay sau đó được đưa tới bệnh viện để điều trị vì chấn thương ở đầu và bị thương ở tay và chân. Chủ tịch hội đồng thành phố là ông Rudy Taylor đã gọi vụ ẩu đả nói trên là một ngày đen tối trong lịch sử của quận Hạt. Ông Burrell được tại ngoại nhưng không được phép có bất kỳ liên lạc nào với ông Thompson. Tiếng nói bản tin của chúng tôi cho biết rằng chiếc xe bồn chở xăng bị lật tràn nhiên liệu khiến cư dân Bethlehem phải di tản. Một chiếc xe bồn chở xăng bị lật ở Bethlehem, tiểu bang Pennsylvania, làm đổ khoảng 6.000 gallon xăng nhiên liệu ra đường, khiến cho khoảng gần 1.000 người dân của 400 gia đình phải nhanh chóng di tản ra khỏi ngôi nhà của họ. Theo đó, sự việc diễn ra vào khoảng 2 giờ 30 phút của sáng ngày thứ Năm, 17 tây tháng 11, tại đại lộ West Union và đại lộ Port. Chính quyền địa phương cho đài truyền hình địa phương Action News biết rằng tài xế đã mất kiểm soát khi tiến hành cua xe, khiến cho chiếc xe này bị lật. Sở cảnh sát địa phương đến từng nhà để đưa người dân trong vòng bán kính 1.000 mét di tản tới nơi tạm trú tại trường trung học ở đại lộ Union, nơi có hội Hồng Thập Tự chào đón và giúp đỡ họ. Học khu Bethlehem thông báo trên trang Twitter rằng trường trung học tại địa phương sẽ mở cửa chậm khoảng 2 giờ đồng hồ trong ngày 17 tháng 11 vì nó được sử dụng làm nơi tạm trú cho người dân. Nhiều người trong số những người được di tản đã tìm thấy các thành viên khác trong gia đình và bạn hữu của họ vì nhiều người đã chọn tạm trú trong khách sạn.
Theo sở cảnh sát địa phương cho biết rằng mối lo ngại lớn nhất là có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc cũng có thể là một vụ nổ. Họ cũng đang xem xét tác động của xăng đối với môi trường. Tài xế xe bồn được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị thương, nhưng vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông này như thế nào. Nhân viên cứu hỏa, nhân viên của cơ quan điều hành các dịch vụ khẩn cấp và dịch vụ năng lượng và văn phòng bảo vệ môi trường đều có mặt tại nơi xe bồn xăng này bị lật. Và hiện nay, nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra để biết nguyên nhân vì sao xe bồn chở xăng này lại gặp tai nạn. Sáng qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng có hàng ngàn cây xanh được trồng chung quanh thung lũng Delaware. Thông tin cho biết rằng có hàng ngàn cây xanh sẽ được trồng khắp thung lũng Delaware vào cuối tuần này để giúp cho môi trường thoáng mát, trong sạch hơn, đồng thời cũng để thể hiện lòng yêu mến đối với Philadelphia Phillies, một đội bóng chày có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cư dân của thành phố. Hiệp hội làm vườn Pennsylvania đã hợp tác với cơ quan Philadelphia Gas Works và người dân để trồng 2.000 cây xanh trong các cộng đồng trên toàn khu vực. Và trong ngày thứ Tư 16 tháng 11, thì những tình nguyện viên đã dỡ hàng, xếp đặt cây cối tại nhà kho ở Navy Yard. Theo ông Tim Ifield, giám đốc phụ trách cây xanh của Hiệp hội làm vườn tiểu bang cho biết rằng, đôi khi mọi người nghĩ rằng cây xanh chỉ làm đẹp cho công viên hay là những nơi mà chúng được trồng. Thế nhưng nhiều nghiên cứu khoa học cũng khẳng định rằng cây xanh là một cơ sở hạ tầng quan trọng giúp cho các cộng đồng cư dân có một đời sống lành mạnh. Một tình nguyện viên cho biết rằng chắc chắn môi trường sống sẽ tốt hơn khi cây xanh có mặt ở chung quanh, bên cạnh những tòa nhà xi măng cốt sắt và lề đường cũng bằng bê tông. Ngoài ra những tình nguyện khác sẽ trồng cây xanh tại khu ngoại ô, tại các cộng đồng như là New Britain, Hartborough và Upper Darby Township. Theo bà Michelle Schofield, một người đấu thầu cây từ Upper Darby cho biết rằng cây xanh này sẽ giúp giảm sức nóng của trời mùa hạ cũng như làm giảm tác động của sự đảo nhiệt đang xảy ra ngày càng gia tăng tại thị trấn địa phương của chúng tôi. Mặc dù mục đích trồng cây xanh là để tạo ra sự khác biệt cho môi trường, thế nhưng hàng trăm cây xanh trong số rừng cây này cũng được trồng để thể hiện lòng yêu thương và kính trọng của người dân đối với đội bóng Philadelphia Phillies. Theo giám đốc sáng kiến cộng đồng của đội bóng này cho biết rằng, các cầu thủ đang trải qua một kỳ nghỉ tuyệt vời tại đây. Bà chỉ cho mọi người thấy tấm thẻ ghi trên một trong số những cây xanh và cho biết điểm ngừng của các cầu thủ thuộc đội Phillies. Được biết là mỗi lần tổ chức thi đấu tại sân nhà và sau mỗi mùa giải, thì đội bóng chày này đều được tặng một cây xanh. Tiến độ bản tin của chúng tôi cho biết rằng đài truyền hình giúp người mẹ thực hiện lễ an táng cho con trai. Thưa quý vị, nhóm Trouble Sister của đài truyền hình Action News vừa giúp đỡ cô Tessa Carter thực hiện nghi thức an táng cho người con trai sau khi cô cho biết rằng nhạc hoàng tại địa phương không thực hiện đúng trách nhiệm của họ. Cô cho biết rằng cô đã trả đầy đủ số tiền 11.000 Mỹ Kim để họ tổ chức nghi thức tưởng niệm và trả 3.700 Mỹ Kim để chôn cất thi hài người con trai 22 tuổi của cô bị bắn tử vong vào ngày 25 tháng 7. Tất cả mọi lễ phí được trả vào ngày 5 tháng 8 và đến ngày 8 tháng 8 là ngày cử hành nghi thức an táng. Thế nhưng, hình ảnh tưởng niệm duy nhất có thể nhìn thấy tại nghĩa trang là trái tim vẽ trên đất vì nghĩa trang nói rằng tấm chi phiếu của nhà hoàng địa phương này đã bị trả lại. Theo tổng giám đốc của nghĩa trang ở Philadelphia cho biết rằng, thân chủ không có đủ tiền để thực hiện đầy đủ mọi nghi thức khi đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và rồi ông đã liên lạc với nhà hoàng tới hàng chục lần, nhưng không hề được họ trả lời. Và rồi sự việc kéo dài đến tháng 10 khiến cho cô Carter không thể lập bia mộ cho con trai. Nghĩa trang cũng không thể tiến hành việc này nếu như người không trả đủ tiền. Và người mẹ này đã đau khổ gần như là rơi vào thảm kịch. Thế là cô đã tìm đến nhóm Trouble Shooters của đài truyền hình địa phương Action News để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhóm này liên lạc với nhà hoàng tại nghĩa trang địa phương, họ đã thực hiện nhiệm vụ vì nhận được chi phiếu đầy đủ. Nhóm này yêu cầu nhà hoàng giải thích lý do vì sao phải mất nhiều thời gian để thanh toán hóa đơn của nghĩa trang. Và người đại diện của họ là một phụ nữ có tên là Justin Thornton, dường như là không vui vẻ tiếp họ và chỉ cho biết rằng, trừ phi bà cho phép họ đến trực tiếp trao đổi, còn không thì đừng bao giờ đến cũng như đừng quan tâm tới công việc kinh doanh của họ.